Şekil bile özlerge kolu vermez Kaytalan kolu kolu Hai chào anh em nha, mình là Lọt Tơ Đồng Quân đây và hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Senel nha anh em. Đầu trận vừa cầm chừng trị và cướp được của con Murat anh ạ. Ái à, Sevra ít máu. Ngon, vừa vào trận đã có bùa đỏ cả một mạng rồi anh ạ. Trận này tanker lại xanh. Quá ngon luôn này. Ủa, kéo su bắn không gian nha anh em. Con Senel này là một chất tướng đỡ đạn nhưng mà có khả năng xô đường cực khỏe nha anh em. Với cái lối trang bị anh em cầm chừng trị thì khả năng farm của anh em sẽ cực kỳ cao. Tại vì con này sau mỗi đòn đánh thứ 3 thì đòn đánh thứ 3 của nó là sẽ được cộng thêm ở sát thương phép. Từ mình riêng Neo Su đấy, trốn này, ui dồi, đau anh em. Cứ đập thường thấy đau rồi. À, Murat nó vẫn level 4 rồi anh em. Chắc farm ké ở mid. Rồi lùi Violet rồi, chết đấy. Violet quả khả năng chết rồi anh em. Ôi chạy 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 gấp. Không ăn được. Rồi Serra nó vẫn đuổi mình. Rồi mình lùi lùi sâu sâu biến về anh em. Chỉ ở trên nhớ mày Neo Su bắn phát chết. Và con này là một lối gì nhỉ? Đỡ đạn nhưng mà khả năng xô đường anh em. Và trận này mình định xô đường kinh công mà thôi các bạn Zucan mình nhờ mình đi sút bot anh em. Con này vì chất tướng nó giống Tara anh em lên, con này là nó kiểu càng nhiều máu thì cái công phép của nó gây ra từ chiêu 1 và đòn đánh thường càng khỏe. Cái ulti nó hồi càng nhiều máu lên cái con Senel này, khi anh em lên nhiều máu thì nó càng khỏe giống như Tara thôi. Tara càng lên nhiều máu thì nó càng nhiều công vật lý, con này cũng tương đồng vậy. Đấy lên anh em chơi này anh em phải cố lên trang bị full cho mình hồi máu nha. Tại vì bây giờ mình sẽ mang dìu Leviathan để đi farm để cho nhanh có tiền. À, eo su. Bạn tưởng mình mù à? Anh em tưởng mình không thấy anh em. Cứ lấp đây mình đập. Thôi lui tí anh em, cứ chỉ làm thế thôi để nó sợ nó không dám lên. Thì anh vẫn trong bụi gầm mình. Ok, bây giờ mình sẽ rình. Ở đây, Severa. Thì anh ulti nhanh quá anh ạ. Đấy, bây giờ bay vào những đồng đội xung quanh để hút đồng đội máu ấy. Chạy Moren đây. Ông Moren này ông ấy nhảy lãng bị Manga ulti chết này. Ủa, thì anh không chết vì ulti ăn chiêu 2 của Manga chết anh ạ. Mấy thiên nhiên này hổ báo quá. Nói sơ qua bộ kỹ năng của Senel nha anh em. Về nội tại của Senel là mỗi đòn đánh thứ 3 thì sẽ gây thêm sát thương phép bằng 9% lượng máu tối đa của Senel. Và chiêu 1 của Senel là bắp lên một lớp giáp. Và lượng giáp đấy có thể bắp lên theo 9% máu tối đa nó sẽ thành. Và khi gây sát thương thì nó sẽ lổ theo cũng 9% máu tối đa. Còn chiêu 2 Senel sẽ nhảy lên về hướng chỉ định một quãng nha. Và gây sát thương. Cái chiêu mà mình đánh giá là chỉ là một chiêu để tăng cho Senel độ cơ động thôi. Còn về chiêu cuối là chiêu tạo lên tính lật kèo con Senel nha. Nó sẽ bay đến chỗ đồng đội và hồi cho đồng đội 15% máu đã mất. Hoặc hay tối đa mình không nhớ lắm, nói chung là sẽ giúp hồi máu. Nên chơi này anh em phải cố đá map và nhìn những cái anh em thấy cái ulti nó bên cạnh ulti là có bốn cái hình tròn, mỗi hình tròn mặt người, nếu anh em để ý trong đấy nếu ai ít máu nhất thì anh em sẽ nhảy đến chỗ đấy. Nên anh em chơi này anh em phải cố đá map xem nơi nào giao tranh combat để còn lao đến và hỗ trợ đồng đội kịp thời nha. Còn về lối bảng ngọc con Senel thì anh em cố lắp cho mình bảng ngọc tím, là bảng ngọc đỏ là bảng ngọc máu, bảng ngọc máu nha. Còn bảng ngọc tím thì cũng lắp ngọc máu và ngọc xanh cũng lắp ngọc máu. Nói chung là bảng ngọc nào có cái máu là anh em ép hết vào cho con Senel để cho nó có độ bắp thêm máu để cái chiêu 1 và ulti của nó thấm hơn và đòn đánh thường ấy. Nên bộ trang bị con này mình lên cho nó là trang bị phun máu nha anh em, để cho là cái khả năng gây sát thương con Senel ấy. À ngon, bùa đỏ, à quên bùa xanh. Tự nhiên bùa xanh.
Vậy anh em thấy lỗ thấm nhá. Này, ui thôi thôi, nó chạy mất rồi anh em. Lên lui. Zuka lấp lệnh bắt này. Ngon. Zuka đánh ăn ý phết đây anh ạ. Lui bắt Zuka ở trong lùm lao ra đánh luôn. Giờ ra mid. À, Sephira tiếp tục. Ui, lỗ đêm đầu chặn không thấm lắm đâu anh ạ. Và lối trang bị đầu mình lên dìu Leviathan để lấy điểm máu nha. Tại vì mỗi lần giết quái rừng thì anh em sẽ được tích một điểm hồi máu và tối đa 30 lần nha. Tại vì cái dìu mấy cái trang bị đi rừng bây giờ được tăng sức mạnh ạ. Nên khả năng gây sát thương Chanel được tăng cường khi lên cái dìu Leviathan nha. Và đồ thứ hai anh em có thể lên cho mình giày kiên cường hoặc giày ô vệ nha. Về cái giày này thì mình lên theo tùy từng trận thôi. Chứ còn cái giày này là có hai lối nha, một là giày hộ vệ, hai là giày kiên cường. Còn về slot thứ ba đó là cái áo choàng băng giá nha, để có 10% giảm mũi chiêu và gây thêm sát thương và làm chậm mỗi khi sử dụng chiêu thức xong, đoàn đánh thường sẽ gây thêm sát thương và làm chậm nha anh em. Còn slot thứ tư là một slot không thể thiếu, đó là để thủ những cái con phép. Thí dụ như team bạn trận này có con Sephira, con món gà lên mình phải lên hơn chưng choi nha, để thủ một lượng công phép nhất định. Và vì trận này quá dài mình cắt bớt mấy giây nha anh em, để cho anh em xem đỡ nhàm, tại vì nếu video dài của anh em xem là anh nhanh chán. Và slot tiếp theo đó là cái giáp phản đêm nha anh em, để khắc cứng vào những con AD, à Murad. Thôi mình xin cái bùa, lại tiếp tục có bùa anh ạ. Thế phải ngon không? Và Murad chạy của anh ạ. Đấy, anh em chơi này có chừng trị cướp rừng sướng lắm anh ạ, tại vì nó trâu mà. Lên cướp team nó không thủ được anh ạ. Và slot thứ 6, đồ slot cuối cùng ấy, đó là cái khiên khiên trắng nha, mình không nhớ tên, là như là khiên thất truyền ấy. Thì nó sẽ bắp cho anh em một lượng máu, và cũng là để gia tăng chỉ số sát thương con Chanel này, thì cái lượng máu là rất quan trọng nha. Đấy, đấy là slot đồ chuẩn con Chanel này, sẽ giúp con Chanel này tăng được rất nhiều công phép nha. Nghe dù cà sùng quá anh ạ. Nghiền băng trụ mình chưa kịp mà ulti đã chết rồi. Và bây giờ mình farm tiếp, phải lấy cái điểm nội tại của cái dìu Leviathan thôi anh ạ. À, ăn kinh công này, à đi, vào giúp. Trận này Murad team bạn mình cướp bùa xanh bùa đỏ liên tục anh ạ. Cứ lầy sao chơi. Đấy, nhân anh em chơi con gì mà mang chừng trị thì anh em cố tận dụng cướp rừng nha. Thì để rừng nó thoạt để mình có thể xanh. Ủa, Valet bắn cũng không được ạ. Bây giờ mình sẽ cố cay ăn tà thần nha. Ủa, căn không được anh ạ. Căn lỗi chiều. Không sao, bây giờ mình cứ đi farm lẻ này thôi. Tại vì con này nó không phải cần thiết phải đi quá gần AD và đồng đội, tại vì con này có chiêu cuối thể bay đến AD và đồng đội bất cứ lúc nào. Nên con này không phải lo về khoản đi chung nha. Và cứ đi riêng mà farm lẻ thôi. Thì khả năng xanh con này sẽ được tăng cường. Em thấy không, mình lên choi. À, lại bùa xanh tiếp anh ạ. Ngon, lại xỉn Murad. Hai đứa vào thủ. Mình vẫn ăn được anh ạ. Tại vì con này mình có chừng trị mà. Mình nên choi là lúc mà bật chiêu 1 lên ấy, khả năng nhìn giáp nó bắp cực kỳ trâu anh ạ. À, bắp mà Zuka. Du lao đánh ấy, sợ gì. Ok, lại có AD rồi. Lổ đêm. Ui, không lổ được anh ạ. Lên anh em chơi này, anh em phải lúc chưa đánh nhau anh em phải bật chiêu 2 lên trước nha. Thì bật chiêu 1 thì khả năng lổ giáp thì tranh mới được ấy, anh em thấy chưa? Lổ phát Hayate lên bảng luôn. Để lên anh em phải bật chiêu 1 trước giao tranh ấy, chứ đừng vào mà bật là có thể đánh vỡ cái lớp giáp đấy anh em, không thể lổ đêm được đâu. Đã 19 điểm ở dìu Leviathan rồi anh ạ. Được cố farm sạch rừng Murad cho thọt anh ạ. Ui dồi, giáp bắp lên nhìn cái giày ơi giày. Và đầu cuối lên khiên thất truyền nha. Đây mình sẽ ăn rơi quỷ lấy khả năng hồi máu và tích điểm dìu Leviathan. Và nói chung muốn để chơi tốt con này anh em thì chơi chỉ cần có hai điều kiện, một là không quá hổ báo, thứ hai là phải biết vừa chơi vừa đá map ấy. Anh em nhìn bản đồ con ấy, nếu lơi đánh nhau thì bắt đầu bay ulti đến chỗ team bạn để giúp team mình, thế là ok nha. Đấy, mình chỉ có những lưu ý đấy để muốn chơi tốt này. Ui, tiền mình xanh nhất team rồi anh ạ, 9.500 mà team như mới có 8.000 là cao, chênh 1k tiền. Lại có bùa xanh tiếp. Ngon. Trận này Murad không chơi anh ạ. Mất bùa liên tục. Cứ vào là xin. Còn lại bùa xanh tiếp là ngon rồi. Giờ Sephira mid à. Chưa bắt rồi. Vì mình không bắt được. Ai dồi. Anh em thấy chưa? Eo su bắn không thấm luôn.
chả khác gì gãi ngứa. Rồi bây giờ đi, đấy mình cứ đi dọn lính này thôi để lính đẩy lên, còn team thì đánh nhau thì kệ nha. Đấy, khi nào team đánh nhau mình bắt đầu bay chiêu cuối đến. Anh em nhìn chiêu cuối, nếu cái hiệu ủi chết, chết màu đen, nếu mà mấy cái vòng tròn mà trong có cái mặt của tướng ấy có mầm, có một cái màu đỏ hay là tướng team mình sắp chết nha. Nên anh em phải căn gửi Murat ra muộn thế bạn. Muốn mình giả không? Giết mình như này. Bảo đấy thanh niên không giết được mình đâu anh ạ. Mình trâu lắm. Và muốn gì nhỉ? Anh em nhìn nhá, nếu cái vòng đấy chuyển sang màu đỏ thì anh em cố phải bay sớm đến nha, không team mình sẽ chết. Murat vào đây. Lổ cho phát lại. Một phát anh em thấy chưa? Lổ một chiêu một phát bay màu luôn anh ạ. Quá mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ bay ra chỗ Zuka nha. Dòng chưa ăn hết à? Thôi bỏ anh. Ui, vẫn ăn được dòng. Pha mình tính cả rồi anh ạ. Đấy, mình thấy bay chỗ Zuka phát. Bay luôn. Còn mình đùa thôi, chứ pha đấy mình định bỏ dòng ấy, nhưng mà chảy vào sao dòng nó chết. Ui, tím đâu hết rồi. Rồi bây giờ bay còn phe lại. Ui, không đủ đêm. À ngon, còn chừng trị. Thẻ Zuka đánh sung quá anh ạ. Thanh niên băng trụ bao lần. Và lần này mình thấy nó đặc điểm cái ulti con này chả khác gì con Mát anh ạ. Anh biết, em biết con Mát không? Mà con nó có cái thằng trẻ con mà có cái tay robot ấy. Đấy. Thì con này là chiêu bay đến team mình, còn con Mát là bay đến team địch. Và mình thấy con Mát thì có vẻ lợi hơn, tại vì cái ulti của nó ấy thì có thể xoay được map, giúp team có tầm nhìn và có thể hạ gục tướng địch khi còn ít máu. Chứ còn con này thì chỉ được sút bot đồng đội thôi. À, eo su đây rồi anh em. Anh em bật giáp chiêu một trước nha, rồi bay đến lổ nhẹ cái cũng khá thốn đấy anh ạ. Thôi lui thôi, mình chuyển lổ thế mình à. Đây lại bùa đỏ tiếp. Trận này mình nhớ là vơ vét bao nhiêu bùa xanh bùa đỏ nhỉ, khá nhiều anh ạ. Murat chừng trị xịt này. Trận này như vơ vét chục cái bùa đỏ bùa xanh rồi anh em. Murat hết cả đường chơi. Tiếp tục Sevra, anh em lổ đam thấm ai nó ulti rồi. Và trận này mình chỉ sợ mỗi con Hayate anh em, tại vì nó có sát thương chuẩn mà. Nếu nó mà phi cả một dàn ulti vào mặt với cả chiêu 1 ấy, mà ăn dính sát thương chuẩn thì con Sennel thì tạnh chết. Và con vào Neo Su trận này gặp mình chỉ ảnh phế vật thôi anh ạ. Bắn cho gãy súng không thấm. Thì mình lên slot full cả giày, có cả giày hộ vệ nha. Nên khi khả năng lổ của cái giày sẽ cực kỳ đau. Nên con Neo Su trận này là thành phế vật khi gặp mình luôn. Mình khẳng định. Đầu trận bắn đã không thấm rồi, chắc bê về lết bắn thì ngang gãy ngứa. Ủa, lại nhảy xì tường. Nice, chuẩn bị ăn rồng. Mình sẽ cố KS này nha. Cố KS. Ngon, lại được. Rồi bay, chưa bay vội anh ạ. Tại vì một người thì bay nó phí lắm. Nên anh em trong combat thì anh em cố, nếu trường hợp là thanh niên nào gần chết ý, rồi có thể sống được anh em hãy bay chút cuối. Còn ít người quá, kiểu như một người ý, thì không nên bay nha, phí á. Rồi lại bùa xanh tiếp. Đúng chục cái bùa xanh bùa đỏ thật anh ạ. Rồi anh em nhìn con rồng Preyta, con rồng của con kia sơ giống nhau. Y hệt luôn. Đấy, khi nào bị Hayate full phi tiêu full thanh lộ thì mình lại lui tí thôi để cái thanh lộ ấy giảm xuống và bắt đầu lại lên tiếp. Và mình sẽ bay ulti vào nha. Có khoai lên à? Chán mấy ông thật. Rồi. Chưa lính anh ạ. Man, lúc cần đẩy lên thì trả lính ở đây, lính đây rồi anh ạ. Bây giờ vào đập trụ luôn là may ra thắng. Team lên hết ạ. Rồi ôi, team nó bị đánh tan nát luôn anh ạ. Hayate lổ vẫn không vơ vét được mạng nào. Và clip mình đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em nào thấy hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo hơn nha.